Tôi kể người nghe chuyện tình lăng và điệp, một chuyện tình ngang trái lúc tuổi còn thơ. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa bà con cô bác trên xe, dạ cho tôi gác bản nhạc lại để có đôi lời kính thưa cùng quý cô, quý chú, quý cậu, quý mợ, quý dì, quý thím, quý anh, quý chị, dạ kính thưa quý toàn thể trên xe, dạ kính thưa quý bà con, xe còn 15 phút nữa mới chuyển bánh, xin quý bà con cho Quỳnh cầm tu mạng phép giới thiệu đến quý vị vài phương thuốc gia truyền của võ sư Quỳnh Bá, một võ sư đã từng đem chuông đi đánh xứ người và đem về cho nước nhà những tấm huy chương quý giá, đã làm rạng danh nền bóng đá, dạ không, nền võ thuật cho nước nhà. Dạ kính thưa quý vị, thầy tôi còn gia tăng nghiên cứu những phương thuốc hay trên thế giới, tổng hợp kim cổ hay đông tây để chế ra những thứ thuốc đại tài, hầu trị bệnh cho ba tánh vạn dân, gây ít phước lộc về sau. Từ Trung Hoa ông sang Tây Tạng, đi tuốt qua Á Rập, Siberi, vòng qua Seoul, rồi ông sang Lào và đi thẳng tới Campuchia, tìm được thuốc quý đem về để tinh luyện thuốc hay. Mãi vô, mời quý bà con mãi vô. Dạ, kính thưa quý vị, nói có sách, mách có chứng. Dạ, kính thưa quý vị, đây, hình nè, hình của xe chạy rồi, xuống đi. Dạ, sư Huynh, thông cảm cho em làm ăn chút xíu nha, sư Huynh. Sư Huynh ơi, làm đĩa thuốc 3 số 9. Trời ơi, thuốc thiệt hay giả mày? Trời ơi, xịn, hút đi, trời ơi, cảm ơn, dạ, hút. Tao chán mày quá. Trời ơi, hút đi, phải ghét rồi, mặt ghét quá. Chứ là 5 phút nữa xong rồi. Dạ, cảm ơn sư Huynh, dạ, làm ăn chút xíu nha. Dạ, xin lỗi quý vị, dạ, xe sắp đến giờ chuyển bánh. Quỳnh Cầm, tôi đây, tôi là Quỳnh Cầm. Xin được thay mặt sư phụ tôi, Quỳnh Bá. Dạ, ông Quỳnh Bá ở nhà. Kính thưa quý vị, tôi xin gửi đến quý vị mỗi người 2 thang thuốc gia truyền. Một là chuyên trị cho các bà, các cô, lọc máu, điều kinh. Đàn bà, sanh đẻ nhiều, làm lụng sớm, cử kiêng không đúng cách. Vì hoàn cảnh gia đình phải giải nắng dầm xương, trở về già hay đau, dạ đau bả vai, dạ đau bả vai, nhức các đốt xương tay, dạ xương chân, hoặc là chuyển qua thấp khớp, ngồi xuống đứng lên phải đấm vào lưng vài cái. Dạ trong giờ quảng cáo mỗi thang còn được gửi tặng thêm miễn phí một gói trị lan ben dạ ngứa. Có chứ, dạ nói có chứ, dạ thưa, dạ má trong giờ phút này. Ê cậu ơi. Dạ con đây, dạ. Cậu, dạ nhiều gói thuốc vậy cậu? Dạ thưa má, trong giờ phút này thuốc chỉ tặng không, để cho những người trị bệnh hoàn toàn không bán. Dạ thưa má, thầy con đã dạy rằng dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Dạ. Ui đâu có được vậy nè. Dạ. Làm sao sống, làm sao mà mua thuốc để bào chế thêm. Thưa má, má nói rất đúng, cây có tưới nước thì cây mới sống, con người phải có ăn thì mới có sức để tiếp tục công việc cứu đời chứ. Vậy mà sư phụ con có dặn rằng nếu sau khi tặng thuốc rồi bà con thôn thảo biếu lại quà hay tiền bạc thì thì không, sao? Không được quyền từ chối. Vậy dạ, không cái đó à? Thầy con dặn chứ không phải con. À. Vì đó là tấm lòng mà má, tấm lòng của người bán thuốc mà. Dạ. Dạ, cảm ơn má, con đi nha má. Dạ, kính thưa bà con cô bác, xe sắp chuyển bánh rồi, xin bà con truyền tay giùm tôi gửi mọi người trên xe một gói khu phong lọc máu và gói thuốc lan ben ghẻ ngứa tàn nhang mụn cốc. Đây gửi giùm tôi bà con ơi. Khoan. Dạ đây nè. Khoan. Đây. Khoan, cách dùng dạ. Sao đó cháu? Dạ sao má? Sao cái cách dùng sao vậy? Dạ má yên tâm đi, trong cái toa có để đàng hoàng rõ ràng cách hướng dẫn đó, má coi giùm con nha. Dạ. Ủa còn cái gói thuốc cho nam này là trị gì vậy? Dạ gói này hả? Dạ thưa má, cái gói màu đỏ này á là đặc biệt cho các ông. Dạ thưa má, thời tuổi trẻ đó ỷ sức làm việc mệt nhọc, hoặc bị đánh bị té, máu bầm tích tụ lâu ngày sinh ra biến chứng, hoặc xin lỗi má nghe, các ông mà có máu đi đêm đó, rồi ghé chỗ tầm bậy tầm bạ đó, rồi lâu ngày nghe má, rồi sẽ bị ảnh hưởng thần kinh tọa, chừng ấy thì cười ra nước mắt trước cảnh mở treo cho mèo nhịn đói. Đây gói thuốc này sẽ trừ tận gốc, móc tận rễ, trừ tuyệt, bảo đảm 10 năm không bao giờ trở lại. Ây chà, bảo đảm thuốc này, đúng này. Là thần thuốc ta ơi. Dạ. Bao nhiêu vậy cậu? Dạ thưa má, đây là quà tặng. Thưa bà con, thuốc đã đưa đến tận tay, vậy bây giờ Quỳnh Cầm tôi xin kêu bà con tôi lên đường nha. Dạ quên, ý tôi còn quên một điều là bà con đừng có ngại ngùng khi dùng thuốc chung tôi. Dạ mời bà con, đặc biệt thuốc này chẳng tự kiên, cứ yên tâm đốt chẳng hề gì. Dạ mời bác, đặc biệt nữa là không có phản ứng phụ, trẻ
đều dùng được. Đặc biệt thứ ba là không có kỳ thai, vừa mới sanh uống sẽ khỏe lại liền. Dạ mà anh mấy gói, anh mấy gói hả? Đặc biệt nhất là trong thuốc này có sâm nhung mông cổ, có mật gấu bên Lào, có hải sâm Trung Quốc. Mấy gói, năm gói hả? Dạ cảm ơn. Bào chế với sừng con tê giác. Mấy gói nữa, hai gói hả? Dạ cảm ơn chị. Trộn với mật ong chúa Việt Nam và mỡ trăng ở Campuchia. Campuchia là... Dạ cảm ơn quý vị, dạ nay giờ quý khách ủng hộ, cảm ơn quý khách đó đó. Ngoài những cái thứ đó còn có đỗ trọng nè, táo tàu nè, cam thảo, sâm quy, ít mẫu, gan nhím, sừng trâu, ủa không phải sừng nai. Dạ hôm nay chỉ tặng một thôi cho bà con, thật là một dịp may hiếm có nha bà con. Dạ cảm ơn bà con. Dạ lên đường ạ. Dạ dạ con đây. Cậu ơi, thuốc nhiều tiền quá tụi tôi lấy không có làm sao cho được. Dạ thôi, hãy bánh sắp đi, bánh quy lại. Dạ tôi xin gửi lại cho thầy Hà Bá 20 ngàn. Dạ mua thêm 5 gói nữa được không? Dạ 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 dạ. Thôi tới giờ rồi anh hai, qua xe khác bán đi, ngon cơm rồi còn đòi gì nữa. Anh hai, anh hai cảm ơn anh hai nãy giờ giúp cho em, nhưng mà còn món nữa anh hai cho em làm luôn. Cái anh gì anh nữa? Món này nữa anh hai, đứng đó là làm đi thuốc nó đi nè. Trời ơi ông này, má cái ghét quá nè, lấy nó điếu nó đi. Trời còn gì lấy hết đi cha. Kính thưa quý vị, đây là giây phút sau cùng tôi xin được giới thiệu với bà con chai dầu gió đặc biệt. Dạ xem đây, đây đây, dạ đây. Dầu này thơm lạ thơm lùng sức vô, một miếng chui vô mụn vẫn còn thơm. Ông nào vợ vẫn dở hơn, sức vô một miếng vợ thương suốt ngày. Bà nào chồng bỏ đi hoài, sức vô một miếng là về ngay tức thì. Ông nào đang sống cu ki, sức vô một miếng phải tâm cô đi theo cùng. Bà nào chồng chẳng chịu ngủ chung, sức vô một miếng chồng vợ mùng à chung vô. Bà nào, thôi bà nào, bà bỏ này không ai mua đâu, xuống xe cho người ta chạy, lẹ lên mày. Trời ơi, tôi tưởng bán thuốc gì chứ, trời ơi, thông cảm. Tôi xuống từ từ, hút hết có thuốc rồi. Dạ, quên cầm, xin cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị dịp khác, dạ, xin chào quý vị, dạ. Rồi, chạy đi cha. Đồ lừa bẹp. Lại luôn. Ông nội mày chứ lừa bị. Thôi rồi, bữa nay tưởng trơn quớt rồi, ai dè hơn giờ chó. Không nhờ bà già giết chặt đó thì mình thúi hẻo rồi. Để coi coi, sáng tới giờ, trời ơi, cũng được 2 xô. Bữa nay hên quá, may mắn quá. Ủa, em, sáng tới giờ có gì không? Thấy gì đâu mà hỏi. Gì? Trời, trời ơi, cộm quá nghe, khẩm địa nghe. Trộm đâu vậy? Biết sao không? Sao? Từ sáng cho tới trưa em đi lòng vòng ở bến xe kiếm không có được mối nào. Rồi sao? Em mới tính đi về thì... Thì sao em? Em vừa thấy cô ông già gần, kè mình ôm túi ni lông. Nhìn bên ngoài thì cứ hơi quê, em liền xà vào bố xua, ông ta hơi ngần ngơ. Em giờ sẽ tiếp đây mồi ngon, đưa đẩy ba qua. Còn ông già nào khác nay cơ, tính rằng cùng quê ổng, chẳng ngờ là đồ yêu tinh. Em mắc cười quá à. Đúng là đồ yêu tinh. Em đưa ông vô mê hụt trận rồi phải không? Đâu có. Ổng lớn tuổi rồi, là em kêu bằng bác hai, em nhận ổng là người cùng quê. Rồi ổng tin em không? Mà không phải nói nha, ông già này cũng thuộc lại ông già ba tri chứ không chơi đâu nha. Cảnh giác dữ dội lắm. Em nói thôi đưa cái máy cho em coi, nhất định không đưa nha. Cuối cùng ha, em phải đưa cho ổng chiếc cà rá hột xoàn Hồng Kông bên hông Chợ Lớn đó. Rồi sao? Rồi ổng mới chịu đưa cho em coi. Vậy là em giọt lẹ về đây. Ê mấy xịn nha. Xịn không? Xịn không? Có hát dĩa nữa nè. Cái này quăng ra ha, tệ lắm á, cũng vớt cho 5 chỉ nha. Trời ơi, thấy thương quá, thấy ghét quá rồi. Nè. Gì? Em. Gì? Chừng nào mà em lên nhớ cho anh hay nghe, để anh qua ra mắt nhạc mẫu nghe. Ừ ấy rồi còn ông già anh.
Trời ơi, ổng không có lên đâu. Sao hôm hết? Trước á, ổng lên thăm anh một lần, anh mượn nhà thằng bạn tiếp ổng. Ổng tưởng nhà anh, ổng tin anh lắm. Sau đó anh đưa ông vô quán bia ôm. Trời ơi, ổng ớn anh luôn. Ê ê, nó nghe anh gì anh. Gì rồi rồi giờ hai đứa mình cưới nhau rồi làm gì ăn trời? Trời ơi, sao em cứ lo xa quá. Thì anh vẫn đi bán thuốc, còn em thì em ở nhà nội trợ. Thôi, nghề bán thuốc dỏm của anh á, lúc này cũng năm trật bốn vuột lắm, không có đảm bảo đâu. Trời ơi, sao nói mở miệng ra nói xui không à. Thiệt. Cũng tại em không à. Về quê làm ruộng với ba anh thì em nói em sợ đĩa, em sợ mũi, em muốn sống ở thành phố. Rồi bây giờ trời ơi, bây giờ mình phải tính cho kỹ chứ. Ở thành phố nhưng phải có nghề nghiệp chứ không lẽ. Trời ơi, em mệt em quá, chừng nào tới đó ai. Bây giờ á, vô manh thì cứ lo ăn mừng cái đã. Chuyện ấy mình tính sao? Ok, cứ đùa vui, hãy vui cho đời thêm thắm màu. Có tiền đây, chúng ta lo gì mai đói. Chúng mình đi nhảy đồng chơi suốt đêm này. Chịu liền. Nào chúng ta ôm mây đi ra bán ngay. Yeah. Chẳng cần lo, bữa nay anh tiền vô nhóc tôi. Mai này đây, để khi gồng tiền anh tính. Tính liền đi, để làm chi, để càng thêm nặng lòng. Tiền có thêm, chơi thả vàng, nào mình đi. Để anh ơi, lên đường em ơi. Ủa, má, má lên nào vậy? Sao không vô nhà mà ngồi ngoài sân chi vậy? Ê cha, mà đi học hành gì mà giờ này mày mới về vậy? Tao ngồi ngoài này với tới chưa mà bây giờ đó mày mới về tới đó, thấy không? Con hả? Con học thêm anh văn đàm thoại má ơi. Mà sao má không vô nhà? Trời ơi, nhà đóng cửa biểu tôi vô làm sao vô được. Ờ hen, quên. Ủa má lên chi vậy? Ờ hay con, bộ con điên rồi hả? Gần cuối tháng tao đem tiền lên đóng tiền nhà, tiền trường, tiền ăn cho mày nè. À quên. Ủa. Cái máy cassette của ai mà mày ôm kè kè vậy? À, của con. Con bạn cho con mượn về đặng mà con học anh văn á. Con ơi, máy móc mà mượn của người ta làm gì? Rủi ro hư hao rồi trâu què phải đền trâu lành nữa. Trời ơi, nó mệt lắm. Muốn mua máy sao không nói với má? Thôi bây giờ vô nhà đi, nói nhức đầu quá. Con đi nhậu từ sáng tới giờ mà bị vô mắt mà sao má? Nghe má. Nè, con nói cái gì? Ý? Con mới uống rượu hả? Ủa, con nói vậy hả? Ủa, đâu có. Con, cũng có. Nghĩa là vậy, đi mừng sinh nhật nhỏ bạn, rồi có uống chút đỉnh vậy thôi. Chút bia. Ủa, vậy con mà. Mày mới nói mày vô mánh. Vô mánh vô... hay là vô bánh hay là gì đó. Mày nói gì á? Là vô mánh đó phải không? Thì đây nè, vô mánh cái này nè. Con mới, ý cái máy này sao? Ủa, chứ mày nói gì lung tung ba. Mày nói mày mượn của bạn mày mà. Là vậy đó, là ý cũng nghĩa là cũng như là con á, muốn nghĩa là con mượn được cái máy tốt vậy đó. Nó cho mượn mà giống như cho luôn vậy đó má. Bậy, nhà nó giàu, bậy, bậy, giàu bậy, bậy nè con. Giàu á thì cũng do người ta làm lao tâm khổ trí tần tiệm, thấy không, mới gầy dựng lên. Dù nó có cho con cũng không lên đấy nữa. Nếu cần tiền á, tao về tao bán heo tao cho mày. Trời ơi, nhà cửa sao mà bê bối quá vậy qua. Đàn bà con gái phải vén khéo một chút chứ. Nhà trọ nhà mình sao sửa soạn má thiệt á. Con đi tối ngày con ở nhà đâu mà sửa soạn, mệt quá. Trời ơi, mày đi đâu mà đi tối ngày vậy? Thì đi học chứ đi đâu. Đi học? Đi học. Ủa, chứ mà cái áo sơ mi này của ai vậy? Thì của con chứ của ai. Má sao cái gì cũng đắc mắc kìa. Trời ơi, áo sơ mi đàn ông mà mày mặc không lẽ mày đổi dạng rồi hay sao? Trời ơi, con nói là của con. Mô đen thời trang bây giờ nó vậy đó. Đàn bà là mặc áo đàn ông, quần jean dày đắt, bút cao, tóc hớt cao, đờ mi cua để đu đùa. Trời ơi, con ơi, con chạy theo mấy cái thứ đó làm gì hả qua? Hồi nào dòm đi, hồi nào có một cái sơ mi với cái quần jean thôi chứ tóc cực vẫn là tóc thề vậy chứ đuôi rùa nào đâu la dữ. Má không có cấm cản con cái việc con chạy theo đời, nhưng mà bây giờ con còn đang học, con phải lo cho tương lai trước đã. Thành tài đi
rồi muốn mốt muốn mét gì đó cũng được hết trơn á. Trời ơi, chắc con chết quá trời ơi, con đi học mệt mỏi rồi mà bây giờ con nghe má rầy nó chắc con chết quá trời ơi. Má, thôi má ngồi xuống đi, nói má nghe nè. Gì nữa? Thì ngồi đi, khát nước không, lấy nước cho má uống. Cảm ơn mày, mày thương tao quá. Bây giờ con nói má nghe hen, tỷ dụ đó hen, mà con có bạn trai á thì sao má? Có làm sao đâu. Ủa, vậy hả? Mày đi học thì mày có bạn bè chứ làm sao? Trai gái gì mà không được. Tao cũng hiểu biết tiến bộ lắm, chứ đâu có cổ hủ như ngoại mày đâu. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tao chỉ chơi với bạn gái không à. Trời ơi, tao đã bước ra một cái là bả kè một bên. Thời bây giờ tự do rồi con ơi, nam nữ bình quyền không có ràng buộc nữa đâu. Vậy có nghĩa là con mà có người yêu thì con có quyền tự do kết hôn em? À, thì tự do. Ủa, ủa mà con nói gì vậy? Cái gì kết hôn? Thì con nói con có bạn trai rồi. À, thì ra cái tiếng bạn trai của mày có nghĩa là mày đã có bồ, có bịch, có mèo, có mỡ phải không? Thì cũng vòng vòng đâu đó đó. Trời ơi, vậy là hết học hành rồi còn gì nữa? Thì hết đi rồi. Tí bệ mày đâu có còn gì để tập trung vào cái ăn học nữa. Mày yêu ai? Mày yêu ai mà yêu sớm dữ vậy con? Trời ơi, hồi đó tao hả? Tới 24 tuổi tao mới yêu. Còn mày... Trời ơi, má ơi, năm nay con 19 rưỡi rồi. 19 rưỡi rồi. 19 rưỡi. Còn vài bữa nữa 20, thôi cũng đúng rồi. Mỗi thế hệ yêu sớm vài tuổi phải không con? Ngoại mày 25, tao 24, mày thì 19. 19 rưỡi. 19 rưỡi. Dán nè con, dán cho tới 20 nghe con. Ôi, trời ơi. Má. Gì? Má nghe nè. Nữa. Tại vì má là má không có đọc báo chí. Phải không? Chứ còn ha, nếu má đọc thì má sẽ biết. Biết gì? Ở Từ Vũ có rất nhiều bà mẹ ở lứa tuổi 15, thôi 16. Mày. Thôi. Đừng dốc. Mày đừng thấy tao già cả mày gạt tao mày đừng dốc mày. Thằng bồ mày ra sao? Bữa nào mày kêu nó lỡ tình diện tao, tao coi dung nhan nó một chút coi. Khỏi kêu, sẽ xuất hiện liền bây giờ. Quan đã, gấp gáp gì? Từ từ, cho má nghỉ mệt chút cái đã con ơi. Nè. Dạ? Lỡ má nói nghe. Thì nói đi, trời ơi sao má thì... Má có mua cho con mấy gói thuốc rồi nè. Chứ vậy? Con đâu có bệnh hoạn gì đâu, đưa thuốc chứ vậy? Trời ơi, đâu có cần phải tới bệnh hoạn mới uống. Ông bà mình có câu, phải giữ gìn sức khỏe là ngày vàng. Ngừa bệnh tốt hơn, đừng mà có để nước đã ngay tới trôi. Thuốc này nó lọc mau, tốt, năm, lại còn điều kinh và bổ dưỡng nữa con ơi. Thuốc thiệt đại tài của ông thầy nghề gió đổ đời giúp chết. Má mua ở đâu à? Ở bên xe. Trời ơi, tao nói cái thằng... Cái miệng nó dẻo đeo vậy đó. Nó nói nó tặng không à. Giúp thế độ đời mà bà bác. Bà bác cứ yên tâm đi. Nhưng mà má thấy cũng tội nghiệp. Má gửi lợi cho nó 20 ngàn. Trời ơi, nó không có chịu lấy. Trời ơi, năn nỉ năm nó mới lấy đó. Trời ơi là trời, ba cái gói dăm bào cỏ khô này mà 20 ngàn. Cái con này mày ăn nói mị bạ nha. Thuốc quý không đó nghe con. Mỗi gói là 20 ngàn. Tao thấy mấy thở tao mới gặp được, cho nên tao mua luôn 5 gói để dành. Có nghĩa là tới 120 ngàn. Đừng nóng ruột con, bỏ tiền ra má cũng đứt từng đạn ruột. Nhưng mà má... Thôi. Ủa sao vậy? Má bị nó gạt rồi. Bây giờ má ở nhà liền. Con đi con gặp cái thằng đó mới được. Khỏi đi, nó tới rồi. Ủa? Cậu... Ủa ông thầy... Thầy ba viên chả? Chả là... Dạ thưa bác, con chính là người mà bác đang cần gặp. Thưa bác, con là người yêu của em Ngàn. Dạ đây đâu có ngàn, chỉ có hoa không à. Dạ bác nói đúng, hoa tự là 10 ngàn. Cũng như con tên Sửu tự là Quỳnh Cầm. Hả? Gì? Gì? Ủa vậy ông già đó là... Là tia của anh. Trời ơi. Bây giờ sao đây? Còn cái gì kỳ vậy? Không có gì kỳ hết, còn sao nữa? Còn gì nữa mà kỳ? Đây là bài học thích đáng cho cái trò mánh mung lường gạt của mình. Phải từ bỏ thôi qua 10 ngàn ơi. Từ đây xin bỏ. Bỏ ngày lừa đảo. Bỏ ngày mánh mung qua 10 ngàn ơi. Từ đây em sẽ phải lo học chữ. Mánh mung
nói chi ta chẳng hiểu. Tôi bay mắt mong đảo lừa ai đây? Còn mong manh chẳng ai khác hơn là ma ở trên xe đò. Cái gì? Nói vậy cậu đây là... Dạ thưa má, mấy gói thuốc con ban cho má hồi sáng không phải thuốc đâu, mà cỏ khô với dâm bào, má uống chưa? Trời đất ơi, thiệt tình vậy sao trời? Thì ra mày là một tên lừa đảo phải vậy không? Má, bây giờ má bình tĩnh cho má ngồi con nói má nghe. Ngồi xuống má. Bởi vì con muốn nói chuyện này với má mà con khó nói quá má. Mày nói tao nghe đi, nó đương nóng như hơ đây nè. Má bình tĩnh má. Anh. Anh à. Giữ má lại. Má uống nước đá không? Đó là tên lừa đảo thứ nhất má. Còn tên lừa đảo thứ hai hồi sáng này đã gạt ông già của anh Sửu Quỳnh cầm đây một cái máy cassette, đó chính là con đó má. Trời đất ơi, như vậy là hai đứa bay là hai tên lừa đảo đó má. Trời ơi má, hai tên lừa đảo. Trời má ơi, má ơi, má tỉnh lại đi má, má đứt bóng rồi má. Má ơi, bây giờ làm sao giờ anh ơi? Làm cái gì nữa mà làm sao? Giật lưng quần bà. Ôi mày, giật vô. Đừng giật lưng quần tao, tao tỉnh rồi. Hoa Xỉu ơi. Dạ. Hai tên mánh bóng lừa đảo, bây giờ tụi bay tính sao? Tụi con tính rồi. Tính sao? Từ đây xin chừa. Bây giờ tụi bay nhất định chừa rồi phải vậy không? Dạ. Vậy dạ. Mau rước ba bay tới đây để cho tao nói chuyện. Dạ, cảm ơn má. Chào má, con đi. Đứng lại. Ai cho phép kêu bằng má? Nãy giờ tôi chưa cho phép mà. Thấy không? Muốn kêu bằng má phải hỏi ý kiến tôi bằng lòng chưa đã? Cậu muốn áp dụng cái câu tiền tạm hậu tấu với tôi phải vậy không? Dạ không phải thưa. Cậu nghe tôi nói, cái vụ lường gạt của cậu ở trên xe đò đó tôi bỏ qua cho. Vì xét rằng mục đích không phải để lường gạt. Riêng cá nhân tôi á, chẳng qua vì tôi tự nguyện làm con mồi lọt vào bẫy của cậu, tôi thông cảm. Còn cái vụ cậu làm rể của tôi hay không thì còn phải chờ cha cậu tới đây cái đã. Yeah. Tùy thái độ, tùy gương mặt, tùy cách đối xử của cha cậu, tôi sẽ quyết định. Dạ thưa má. Khỏi thưa, về rước cha cậu tới đây, trước nhất là nhận lại cái máy cassette. Dạ. Yeah. Sau đó sẽ bàn vụ đám cưới với tôi được không? Má cưới ba con hả? Ai? Nói tầm bậy. Ông cưới tao chứ. Ủa nữa, tầm bậy tiếp nữa rồi. Ôi, ta nói đó là mày cưới con gái tao. Dạ. Thôi đi, đồng ý. Dạ. Trời ơi, vậy má làm như con tưởng là má là tính tái giá chứ. Tao còn có nước tái nạm gào chứ tái giá gì nổi. Còn mày? Dạ. Tao hết nói nổi mày rồi qua ơi. Mày gạt tao, mày nói mày học mai, học anh văn. Trời ơi, tao lo tiền cho mày ăn, mày ở ai về. Mấy tháng nay mày không về nhà. Tao đâm ra tao thắc mắc. Rồi tiền ở đâu mà đóng tiền nhà, tiền trường, tiền ăn? À, thì ra mày sống vào cái đồng tiền bất chánh đó hả con? Má, thì má bình tĩnh đi. Con đã lớn rồi. Con suy nghĩ là giờ mình phải tự lập, cứ sống bám vào đồng tiền lao động khó nhọc của má hoài. Con cảm thấy xấu hổ cho nên con mới... Con suy nghĩ như vậy là đúng. Nhưng mà hành động thì sai. Con thương mẹ thì cứ học hành cho tới nơi tới chốn rồi hãy tự lập. Con phải kiếm một cái nghề thật lương thiện cho mình chứ. Trời ơi má ơi, con biết rồi má. Ông bà ta nói không có sai mà. Gieo gió thì gặt bão. Tụi mày đi gạt hết người này tới người nọ, rồi bây giờ gạt đến cha đến mẹ của tụi mày nữa, mày thấy không? Mày thấy rõ chưa? Con biết rồi. Ôi, ở trong này phải không? Cái con 10.000 ở đây là phải không? Đâu, 10.000 đâu? À, dạ, con kính chào bác hai. Ủa, bác hai hay bác gì? Bác hai, bác hai. Còn nhớ bác nè hả con? Bác cũng ở quê với bay nè. Bác cù lần lắm, dễ gạt lắm nè. Con gái gì mà mang trời không mời thiên lôi. Ba, trời ơi, ba ơi. Con đã nói với ba rồi. Nín mày. Tao mới sổ ra hết để ấm mức trong lòng tao chịu không có nổi mày. Dạ, con xin lỗi bác. Tại con không bác. Con không biết bác là tía của anh nên là con mới... Sao? Tao đã nói tao là tía của thằng Sửu rõ ràng. Bây nó không biết là không biết làm sao vậy? Bà, con nói bà nghe. Nhưng qua đâu có biết con là tên Sửu đâu. Chúng con quen nhau bến xe. Qua chỉ biết tên con là Quỳnh Cầm, đệ tử võ sư Quỳnh Ba. Quỳnh Cầm, Quỳnh Ba, Quỳnh Liên, Ba Quỳnh gộp lại thì khiến vô hồn ra hả? Trời ơi, thôi được rồi. Trai giang hồ gặp gái tứ chiến cũng vừa lắm rồi. Nhưng trai giang hồ dù hèn cũng thể con.
dù có bể thì cũng hàng xì lại xài đỡ được chứ. Còn cái loại gái tứ chiến thì... Thì sao? Nói, hả? Thì sao? Ủa, bà là ai vậy? Dạ thưa ba, đây là... Em! Nín! Im! Nín! Dạ nín rồi. Tôi có cái miệng, tôi có thể nói cho cái lão già mất lịch sự này biết tôi là ai. Bà nói tôi là lão già mất lịch sự hả? Vậy chứ bà tự nhiên trỏ mỏ vô câu chuyện riêng tư của người khác là chắc là lịch sự lắm à. Nín nha ông già, nín! Tôi nói chuyện với ông dù sao tôi cũng là người có tuổi, ông nói mỏ là mỏ chó hay mỏ gì? Đâm mình... Tự nhiên cái đâm xuồng bể vô câu chuyện của người ta. Cái đâm mình... Nếu không có đụng chạm với tôi thì tại sao đâm xuồng bể? Đụng chạm nghĩa là sao? Nghĩa là ông là một lão già, lão già trí thông minh hẹp rồi khổ. Dạ thưa bác, dạ đây là... Nín! Hai đứa bay tìm chỗ khác ngồi đó chờ để tao nói chuyện với cha già này. Dạ, thì ra bà đây là thân mẫu của nữ quái 10.000 chứ gì? Tôi là má của con tôi, nó tên là Hoa chứ không phải là 10.000, 9.000, 7.000 gì hết á. Vậy thì hân hạnh bắt tay người phụ nữ hiếm có đã sản xuất ra một nữ quái chạy xe ôm, nói dốc, nói láo, lừa gạt, cướp giật. Anh nói... Tôi cũng xin nghiêng mình chào ông nhà quê tay lắm chân phèn. Hả? Mà đã hung đúc được một đấng anh hùng bán thuốc lang ben, ghẻ ngứa, từng vanh liệt xe đò với cái tài xạo để bán những thang thuốc thần trị bá bệnh toàn là dâm bào, cỏ khô với cỏ mốc. Nói nghe mắc cười á. Vậy là bà mua gì, nghe giọng nói biết bà mua rồi phải không? Vậy mà có người dám bỏ ra tiền ra để mua thứ cỏ dâm bào cẩn thận đem về uống đó chứ. Vậy mà còn khá hơn kẻ đã gần 60 tuổi đầu hai thứ tóc mà để cho một đứa con nít miệng nó còn hôi sữa, nó phúng phèo phèo ra, chỉ cần nó nói dốc một câu là lẹ làng đưa cái máy gần 2 triệu bạc cho nó ôm đi, để rồi cái mặt béo xẹo như cái bánh bèo để 4 ngày. Bà, ủa, vậy là bà nói tôi đâu? Vậy tôi tư cua, nhân danh là tía của thằng Sủ Quỳnh Cầm, chính thức tuyên bố ba, tuyên bố xin làm xui với chị luôn. Bà ơi, bà yêu quý của con, đừng dỗi mừng nghe con. Tôi là Sáu Sáng Sủa, nhân danh má của con Hoa 10.000. Trước lời cầu xin tha thiết được làm xui của anh Tư Cua, xin long trọng tuyên bố má. Tuyên bố. Để tao nói mày làm gì chẳng thỏng tao hoài mày. Tuyên bố chấp nhận má, má yêu dấu của con. Con rể sinh ra mắt má vợ, con dâu sinh ra mắt tía chồng. Tụi nó cũng xứng đôi quá chị xui nha. Giống như tôi với chị cũng cũng sao? Cũng kỳ phùng địch thủ xui gia. Hôm nay lên thăm thằng Sử, ngoài cái mắt cái két á, tôi còn lẫn thử ít tiền nữa nè, để trong túi nè, để ở dưới này nè, cái túi điểm hoa lan đấy. Xin mời chị xui dùng một bữa cơm thân mật để mà thắt chặt thêm cái tình nghĩa giữa chúng ta đó. Xin cảm ơn anh. Quang hô cả gia đình, quang hô. Tôi cẩn thận rồi. Thôi Néo ơi, cái gì? Tao nhớ con heo hồi nãy tao cân nó nhẹ lắm mà sao bây giờ khiêng càng ngày nó càng nặng. Mày khiêng hay mày trì vậy mày? Tì cái gì tía ơi, con heo này nghĩ chắc là nó ăn cám với trộn với mũ trôn sao mà trời ơi nặng quá trời quá đất à. Nặng quá trời quá đất. Mệt quá rồi mày ơi. Ráng tía ơi. Ráng cái gì? Ê, cái gì vậy? Trời đất ơi. Nghỉ chân đi xíu đây mày ơi. Ôi mệt quá trời mệt. Trời ơi tía ơi, mới đi có mấy cánh đồng mà sao tía than dữ vậy? Sao tía già tía yếu vậy? Già mới yếu chứ đợi chừng nào mới yếu mày. Bộ tại tới chết mới yếu hả? Trời ơi, chết mà có vụ yếu với mạnh trong mày nữa. Mày không có biết gì cho á. Chết mà còn khỏe mạnh cứng cáp người ta gọi là chết ngắt. Đó, chết mà lúc eo uột yếu xìu người ta gọi là chết yếu, mày biết không? Trời ơi, công nhận tía đúng là con người lái heo trí thức. Hay quá. Hay chứ, không hay sao ta làm tía mày mày. Nè tía ơi. Vậy? Mà tía học có ai mà giỏi vậy? Học của ai mày? Từ xưa tới giờ là chưa, tao chưa hề học của ai đâu á. Người ta học của tao không à? Trời ơi, tía ơi. Vậy là tôi nghe nói là mấy người vậy là thông minh bẩm sinh đó. Mà có người ta gọi cái mấy người này là hình như là cái thiên gì? Tai gì đó. Cái gì thiên tai? À không, thiên tài. Trời ơi, sao mày nói tùm lum vậy trơn vậy đó. Không phải một mình mày khen đâu à. Biết bao nhiêu người khen, bởi vậy tao mới có tên là bảy héo lai đó. Ủa, bộ tía là con lai hả? Lai cái gì? Heo lai là lái heo đó. Trời ơi, lái lối nữa. Cái gì? Nó lái. Trời, mặt trước nữa. Trời, tía sao tôi vậy à? Bởi vậy mày có mặt trên đời này là cũng nhờ tao đó mày. Cái gì nhờ tía? Khồi má mày còn sống nữa, không có bàn tay tao nhúng vô thì làm sao có mày.
Trời đất ơi, nghe nó thấy sợ à. Xin lỗi tía à nha. Dạ. Nhiều khi không có bàn tay tía nhúng vô đó, không chừng tôi giờ này tôi còn đẹp trai hơn nhiều à. Hả? Mày nói tao xấu trai đó hả? Tía không phải là xấu trai, mà không được đẹp thôi. Hồi nãy mày nói cái câu là nếu mày không giống tao á, mày bảnh trai, mày nói vậy là nghĩa là sao? Ủa? Tía là người thông minh bẩm sinh mà tía không hiểu à. Chà, hiểu sao không hiểu mày? Ôi, tao hiểu quá trời luôn nhưng mà. Hiểu sao hỏi gì ạ? Hiểu chứ, tao hiểu quá trời quá đất luôn nhưng mà không có rõ nghĩa. Không biết thì nói đại. Nè, ý tôi nói là nếu má mà đừng lấy tía đó, mà lấy người khác á, không chừng giờ này hả, tôi bảnh hơn nhiều à. Đâu phải đi theo tía mà làm cái nghề lái heo. Mày đừng có khinh thường cái nghề lái heo này chứ mày. Không nhờ cái nghề này mà làm sao tao nuôi mày nè. Trời đất ơi, mày đứng lên coi. Tao lớn con lớn xác đó. Sao? Đầu lớn, thân lớn, hai cái gì? Hai cái bàn chân mày cũng lớn luôn đó, thấy không? Trời ơi, đi bộ thì nó phải lớn chứ sao? Tao nói cho mày nghe, cái nghề lái heo này là tao kinh nghiệm dễ sợ lắm. Con heo nó chạy qua tao liếc một cái tao biết đó là con lợn. Cái gì? Vậy? Tao biết giống tốt giống xấu liền đó. Liếc một cái là biết liền. Mà tia liếc chỗ nào vậy? Thì liếc cái chỗ cha mày thì hỏi vậy sao trả lời mày? Thì không biết mày hỏi chứ bộ tía làm gì dữ vậy? Nghe tao hỏi nè. Vậy chứ hồi đó mày mới gặp con vợ mày đó, mày liếc chỗ nào? Đó tôi gặp, tôi không có liếc. Chứ mày làm gì? Tôi dòm thẳng à. Thì mày dòm thẳng, mà dòm thẳng chỗ nào? Dòm thẳng cái chỗ tôi hiểu tí nói gì rồi. Hiểu hả? Nhưng mà mình liếc xong rồi mình làm sao nữa? Sao mày ngu quá, tao tưởng mày biết rồi. Trời ơi, sao mày dốt quá vậy? Có thằng con trai mà không biết nó giống ai nữa. Cái mặt thì giống ông Cai, cái mình ông Tổng, mà cái tay ông Trùm. Vậy ba ông vậy tôi là con ai? Thì mày là con của tao. Ủa sao mà tía nó tùm lum tà la vậy? Tao lấy thơ tao thí dụ thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà heo nè. Đó, bây giờ mày lựa con heo cái nào mà nó dung cái mông nó đầy 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 đó. Mày đem về mày làm cho nó heo nái nó đẻ nhiều thì mình lời nhiều. Heo cái làm heo nái để đẻ cho lời nhiều. Đó, rồi, con rồi, heo sao đực nữa, nào mà tốt tướng đó em. Mày đem về mày cho nó làm heo nọc nó nhảy giống. Heo nọc thì để nhảy giống. Mày cho nó ăn đậu xanh vô, cái nó sung lên nó nhảy con heo cái có bầu liền đó. Đậu liền á là giống tốt. Giống tốt chúng tía là chẳng hạn cho tao đó. Xin lỗi cho tía. Gì? Xin lỗi cho tía. Trời ơi, tía nói tía giống tốt hả? Tía giống tốt sao tía để con mình tôi vậy? Có còn hơn không mày. Nhưng mà thôi mày, để tao kể tiếp cái vụ mà lái heo cho mày nghe. Đó, bây giờ con heo nào mà giống tốt mà nó nhảy mà có bầu liền nữa là giống tốt, còn cái nào mà nhảy hoài mà không đậu là giống xấu, chẳng hạn như mày vậy. Sao như tôi? Chứ còn gì nữa, cỡ mày là đem đi thiến thôi. Tía kỳ vậy, sao bữa nay tự nhiên đem ta ra với thí dụ với heo à? Tao đem mày thí dụ với heo hồi nào? Tía mới nói nè. Tao chỉ đem heo ra thí dụ với mày thôi. Nè, tía đừng có quên nha. Hồi đó tía cũng đi coi về bắt vợ cho tôi nè. Rồi tía hỏi cưới nó cho tôi nè. Bây giờ tía đổ thừa tôi làm sao? Tao nói cho mày biết nha, con vợ mày nó tướng nó tốt lắm nha. Cái bữa đi coi mắt hả, trời tao liếc nó một cái là tao khoái nó. Cái gì? Quên rồi, tao thích liền, tao chấm cho mày đó. Tao đây là coi mặt là bắt hình dong, con lợn có béo thì là lòng mới ngon. Đó, những người mà đáy thắt lưng ông, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con, mày biết không? Vậy mà cứ nói về cho mày á, 3 năm nay mà đẻ được đứa nào đâu. Không phải tại mày chứ tại ai? Gì? Nó không đẻ là tại nó chứ không phải tại tôi đâu. Tại nó cái gì? Tại mày á. Tao là mua heo chọn nái, lấy gái chọn vòng. Nó không đẻ được là tại mày. Nó là giống tốt coi nha. Thiệt á, tao tức quá rồi, nhiều khi tao muốn không thử, tao làm thử cho mày. Ê, tía, không có làm bậy bạ nha. Cha con là cha con à, hôm nay nó dữ à, tía làm vậy là mít lòng quá nha. Mày làm gì dữ vậy? Dữ sao dữ? Tao thí dụ cho mày coi thôi, chứ cho mày hiểu thôi, chứ thật ra tao cũng yếu sao? Già đâu. Tía mà già, đầu già nhưng đích không già, tay chân già cả, cửa gà còn non. Chà, bữa nay lấy thơ với tao như gà nữa hả? Sao? Nghe nè, càng già càng nhẹ pháo câu, càng lên càng xuống càng mau nhịp nhàng. Biết không con? Thôi nha, mà ở đây đó mà ráng rê con heo vô một mình nha. Tao qua nhà cậu Út làm vài ly cho nó khỏe nha. Tao đi. Tía khoan, trời ơi, con heo này tôi với tía khiên còn không nổi, bắt tôi rê về nhà mình sao tôi chịu nổi. Tía chơi giống cha không à? Thì tao là cha mày chứ là gì nữa. Ráng đẻ đứa con đi rồi cho cha lại nó. Tao đi. Tía, trời đất ơi, nói gì mà đi à? Trời ơi, sao mày nó nặng quá vậy? Ôi trời ơi. Trời ơi, chút xíu mà mắc heo rồi. Có sao không?
bà nó từ sáng tới giờ không có con ma nào tới quán mình là sao vậy? Coi quán người ta kìa, hả, chiều sập tối cái là khách đông muốn chết luôn, còn mình thì ế vậy hả? Hay điều này đốt phong long mới được. Đốt phong long nha. Ông đi qua bà đi lợi, ông đi qua bà đi lợi nha. Ông đi qua bà đi lợi, ông đi qua bà đi lợi. Ông đi qua bà đi lợi, ông đi qua bà đi lợi. Cho trời đánh thánh tâm thằng nào con nào đi ngang đây mà không ghé quán tao nha. Ôi, quán nghệ sĩ đổi tên mới được. Phải đổi là họa sĩ mới đúng. Thằng cha nào tới quán này ha ăn hả, mượn cái sổ để vẽ. Họa sĩ người ta vẽ hình mới trả, vẽ số nợ cuối tháng trả. Kiểu này á, nhà có gì bán nấy, bán nhà bán cửa, hết đồ rồi, bán thân luôn đó. Bán cái gì, bán cái gì? Tôi nói tôi bán thân đó. Cái gì? Bán thân? Ủa? Bán thân cho ai? Bán cho ai hỏi chi? Mà giờ này ngoại không nấu hèm cho heo ăn, vô đây làm cái gì? Bầy heo làm sao, tôi nghĩ nó no rồi. Bây giờ chỉ có con lợn lòng của tôi đang đói. Cho ăn hoài mà còn đói hoài à. Tôi thấy nó ăn còn nhiều hơn heo nữa đó. Bây giờ ráng nhịn thèm đi, tối cho ăn. Nhớ nha. Mà anh nè, anh á, trời cao đất rộng không biết, anh có con vợ đẹp như vậy nè mà anh cũng không biết luôn. Sao không biết? Lỗ mũi em á, 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo, râu rồng trời cho. Thôi đi, hàng quán ế ẩm vậy mà tối ngày ngâm thơ hoài à. Có khách tới ăn thì khách tới uống thiếu không à. Thằng nào uống thiếu? Thì bạn của anh với Tiếu chứ thằng nào. Ây da, chết rồi, thôi kệ em. Mấy bạn nghèo mà, nó đâu có giật dọc của mình đâu. Bữa nay nó không có tiền trả thì ngày mai nó trả. Rồi ngày mai nó không có tiền rồi sao? Thì mốt. Rồi mốt nó không có tiền trả thì sao? Thì cùng lắm cuối tháng nó cũng trả à. Rồi cuối tháng nó không trả thì sao? Thì em chửi cha tụi nó. Đúng. Trời đất ơi, không có tiền mà đang uống hả? Uống không ta tiền hả? Em bầm tụi nó ra cho dịch ăn. Ủa, anh nói anh nhớ đó nghe. Mai mốt có thằng nào tới đây uống thiếu tôi ha, mà giật nợ tôi ha. Tôi cắt nó ra ha, tôi bầm nhỏ cho dịch ăn. Lúc đó đừng có nói tôi giữ à nghe. Trời ơi, nói làm thiệt hả em? Ủa mà anh ơi, tôi sao? Nói cho anh nghe nè. Mấy bữa nay ở làng mình nó xuất hiện một người lạ lắm đó. Lạ lắm hả? Ừ. Thằng Chả tới đây nè. Thằng Chả uống ly cà phê có 2.000 à. Mà thằng Chả đưa 10.000 cái Chả đi luôn, không có đợi thôi. Chắc người ta quên em ơi. Tôi cũng nghĩ Chả quên đó. Tôi đợi bữa nào Chả trở lại tôi trả lại cho anh Chả, chứ không mình mang tội á. Nè, mà em có nhớ cái tướng Chả là sao không? Nhớ chưa? Sao? Cái tướng Chả hả? Dừa. Ừ. Cái mặt sao? Cái mặt hả? Cũng dừa. Đang nói xấu. Cũng dừa. Trời ơi, sao gì cũng dừa hết trơn vậy bà? Trời đất ơi, nhớ kỹ là coi nó có gì đặc biệt không? Tôi nhớ kỹ. À, nó đặc biệt một điểm là nó mặc quần rất là nhanh. Cái gì? Quên. Nó mặc áo quần rất là sang. Làm hết hồn à? Hết hồn gì? Thôi vô tắm đi. Tắm rồi. Tôi nói anh tắm cho tôi, tôi quên anh tắm cho heo kìa. Ở đây mất thời giờ quá, đi, lẹ đi. Trời ơi, tưởng tắm cho em, khi vô tôi tắm heo, chồng lo heo. Những người cặp mắt lá râm, lông mày lá liễu, đang trăm quan tuyền. Thân em như thể trái chanh, lắc lẻo trên cành, nhiều kẻ ước mơ. Tại vì mà chanh nè. Trời ơi, chào sữa. Chào anh. Tưởng anh không trở lại nữa chứ. Tôi mong anh muốn chết luôn vậy đó. Không, cô hai ơi. Từ đầu trên xuống dưới biết bao nhiêu là quán. Nào quán cô hai, cô ba, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười. Nhưng mà út lúc nào cũng vẫn nhớ tới quán cô hai xưa. Mà sao tự nhiên đổi tên tôi vậy? Không có, xuống vòng cổ giấu quyền nó vậy đó. Nhưng mà sao thiếu gì tới nó không đặt tên sữa? Tại anh không biết chứ, hồi nhỏ tôi mập ú à. Má tôi tiêu
kêu tôi con vú sữa. Lớn lên trong làng này ai cũng kêu tôi cô hai sữa hết trơn á. Mà anh ca giọng cổ hay quá. Ở nhà tôi ai cũng mê giọng cổ hết á. Vậy hả? Ai cũng mê hết hả? Sữa con mê không? Không. Vậy mê cái gì? Tôi mê kép hát à. Mê kép hát? Nè kép hát nè. Mà kép chánh đó nghe. Vậy ha? Kép chánh mà anh tên gì vậy? Út Tận. Út Tận? Ừ, Tận. Gì gì cười á? Thấy biết tửng rồi à. Sao vậy? Bây giờ anh còn đi hát không vậy? Ừ, cũng còn chứ. Nhưng mà cả tháng này tạm nghỉ. Sao nghỉ? Ủa vậy chắc hát dở quá, người ta không mướn nữa ha. Không có đâu. Hát không được hay cho nên khán giả không thích nghe. Ai nói không thích nghe vậy? Anh hát hay ai cũng thích nghe hết trơn á. Thôi kệ sữa ơi, ai thích nghe không thích thì kệ họ. Nhưng mà sữa thích nghe cái là tỉnh vui rồi. Anh nói chuyện nghe. Nghe sao? Gì cười? Nghe sao? Nghe mắc cười mồ. Cười nụ hay cười tình, cười trăng cười gió hay mình cười ta. Nói thiệt nha, Út với lại sữa mới quen nhau mà tâm đầu ý hợp làm sao đâu á. Đôi mình như cá lờn bơn, nằm trên bãi cát á, gặp cơn mưa rào. Trời, phải chi hai đứa mình. Hai đứa mình sao? Thì trên đầu đội chiếc khăn vuông, trong xuống dưới ngực như buồn cao non. Ui, cái cổ tay em vừa trắng vừa tròn, mặt mũi vuông vắng á, chồng con thế nào? Cô Út này, tôi là gái có chồng rồi mà. Có chồng mặc kệ có chồng, còn duyên anh ẩm, anh bồng, anh... Ý, cô Út này, trời ơi, làm vậy người ta thấy kỳ lắm đó à. Trời ơi, có gì đâu mà kỳ. Thân em như đó hoa hồng, gặp phải thằng chồng như cứt bò khô. Cô Út mày nói nghe kỳ quá à. Tôi báo cho cô Út biết nha, tía tôi đi ruộng sắp về tới rồi đó. Còn chồng tôi hả, đang tắm heo rồi sao á. Họ mà thấy hả, họ đập cô Út mắc dịch cô Út luôn đó. Anh nói vậy không có hai người đó cái được, phải không sữa? Thì chừng đó rồi tính. Ủa, cậu Út. Dạ. Tới chơi hồi nào vậy? Chờ tôi có lâu không? Dạ. Ngồi chơi đi. Mới vừa tới thôi. À. Trời ơi, bữa nào mà không có gặp bác là cháu nhớ y như nhớ tình nhân vậy đó. Cho nên hôm nay cháu mò qua đây để thăm bác. Tới thăm đi, khỏi mò. À, cậu Út nhớ tôi nhớ tình nhân hả? Dạ. Hay là nhớ tình nhân thiệt? Dạ đâu có, cháu qua thăm bác chứ có nhân tình nhân ngãi gì đâu bác. Vậy heo. Dạ. Vậy thì bây giờ uống với tôi vài ly nha. Dạ. Dạ được. À, sữa ơi. Dạ. Cho tí xị đế đi con. Dạ. Để nướng cho tí ít khô cá đuối. Để dạ. Cậu Út uống với tía cho vui. Dạ đây tía. À. Con nói tía nghe. Bữa hổm cậu Út nè, ghé đây nè, uống có ly cà phê có 2.000 à, mà để 10.000 cái quên lấy tiền thối. Không biết vợ đẻ con đau hay má cậu hấp hối không biết nữa mà đi gấp quá trời luôn à. Sẵn bữa nay á, con gửi lại cho cậu Út 8.000 luôn á tía. Thôi, cậu Út cho sữa con cắt đi. Vậy hả? Cảm ơn cho con. Cho đó. Trời ơi, gì mà cho 8.000 dữ vậy? Trời ơi, cái chuyện 8.000 mà có gì đâu dữ. Hồi tôi xuống tỉnh á, tôi uống chai bia 5.000 cho luôn 100.000 là chuyện bình thường. Ủa, bia gì mà mắc dữ vậy? Dạ bia ôm. Hả? Dạ không có bác Bảy. Trong nhà còn có ai không bác Bảy? Bác Bảy kêu ra nhậu luôn cho nó vui bác. À, nhà tôi có ba đứa. Tôi với con vú sữa với thằng chồng nó đang nấu cắm heo ở phía sau đó. Vậy à? Để tôi kêu nó lên nghe không? Dạ. Hai ơi. Néo ơi néo. Hai néo à. Dạ. Dạ có néo đây. Ra đây con. Dạ. À, dạ. À, đây là thằng con trai của tôi. Còn đây là cậu Út Tửng, bạn nhậu của tía đó con. Dạ. Dạ chào Tửng. Chào néo. Ngồi xuống đây con, uống với tía với cậu Út vài ly cho vui. Thôi, tía với cậu Út Tửng uống đi, tôi không biết uống rượu. Trời ơi, đàn ông gì mà không biết uống rượu yêu quá vậy cha. Thì tía kia uống thì uống với tía ly đi, có chết tôi chịu cho. Tôi nghe nói đàn ông mà không có rượu hả, giống như cờ không có gió vậy đó. Đúng rồi đó, con sữa nó nói đúng à. Nam vô tủ như là nữ vô phu vậy. Phải rồi, nam mà vô tủ y như là... qua wow, mà vô chủ vậy á. Dạ mời cô. Chưa chồng đẩy đẩy che che chồng rồi á, giao hết thuyền bè cho ai hả? Cậu Út, cậu Út à, tiên chủ hậu khách nha, từ từ vô. Dạ dạ vô vô luôn bác. Vô vô đạo quá, đạo
quá à. Mà tía với anh có biết không, cổ Út á là kép hát chánh đó, cổ ca giọng cổ hay lắm đó. Kép hát hả? Ừ á. Ừ, giờ mà tưởng bán cà tím khác mở hành chứ. Mà kép hát là sao, không đi hát mà đi vòng vòng nhậu không vậy? Chắc hết thời quá. Mày nói chuyện như cây cục vậy mày. Cậu Út, bữa nào đi hát đó nha. Dạ. Cho tôi đi theo một bữa đi, tao coi cho biết nha. Dạ. Mà chắc cậu Út vừa hát thì chắc cậu Út giàu lắm hả cậu Út? Không có giàu gì, nhưng mà Út chỉ hát những cái show lớn không thôi à. Trời ơi, show lớn chắc cũng cỡ show phân heo nhà mình đó tía ha. Nói chuyện đàng hoàng, người ta nghệ sĩ mà. Thôi, tía với cậu Út nhậu tiếp đi. Tôi phải ra làm sao coi nồi cắm heo sợ nó khét. Mày làm gì gấp gáp vậy, uống thêm vài ly nữa đi con. Phải rồi, uống vô cho nó có khí thế coi anh hay. Không được đâu, tôi mới uống có 1.5 ly à. Mà tôi muốn dựng đứng rồi nè. Vậy, à, không, tôi muốn dị ứng rồi. Sữa, đỡ anh ra làm sao. Coi nồi cắm heo. Được rồi, để tôi đỡ anh ra làm sao. Tôi nè, có chừng té xuống ao chết rồi, tôi không muốn quá cùng. Sữa, sữa. Đợi chút nha, thôi điên mình đi. Đâu, đâu ơi. Dạ. Cho Út thêm xị nè. Rồi. Xị hả tía? Đem xị. Trời ơi, thấy hai hả, cho 8 cái thùng phi cũng có, đừng nói xị. Trời tía. Dạ, cái đó là cháu mời bác. Dạ. Vậy thì vô nha, cô Út vô miếng. Dạ, 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 dạ. Vô miếng đi. Dạ, vô bác. Đó. Dạ, xin hỏi bác vậy chứ, ở nhà bác có con heo nào trọng trọng không bác? Ôi, thiếu gì cỡ nào cũng có đó. À, mà cậu Út con mua nuôi hay thịt? Dạ, cháu cần con khoảng 25-30 kg. Đính làm thịt đãi đòn của cháu thôi mà. À, vậy hả, 25-30 kg. Hơi mắc là cậu Út à. Trừ tiền bạc không thành vấn đề đâu. Nhưng mà bác cho anh hai khiêng qua nhà cháu. Bác biết mà nhà cháu đâu có xa mấy đâu. Đúng rồi đó tía. Miễn đưa tiền trước á thì xa cách mấy mình cũng mang tới ha tía ha. Đúng rồi. Trời ơi, tiền bạc chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nhưng mà bao nhiêu vậy bác? Bao nhiêu hả? Dạ, bao nhiêu tiền nha bác? Dạ. Hời, tí sủ dần mẹo thành tiền. Tía. À, cái gì? Tính tiền mà sao tí sủ nữa trong đó. Tí tưởng hỏi tuổi của tía. Tính tiền. Ôi vậy hả? Tính tiền để coi. Dạ, bao nhiêu bác? 30 kg, khoảng 500 ngàn. 500 ngàn? Trời ơi, hồi trời cũng sập tối rồi đó. Gửi cho bác 200 ngàn luôn. Nè, 700 ngàn nè bác. Đó, 700 ngàn đó. Cậu Út này bày đặt tiền bạc chi vậy? Trời, tình cảm mới quý, tiền bạc ra nghĩa địa gì đâu bác. Cậu Út nè, rồi đi liền bây giờ không cậu Út? Ờ thì liền bây giờ chứ. Sáng nay tôi cho người qua làm thịt sớm, để trưa anh em trong đoàn tới nhậu. À, cha tôi mà với thằng con tôi nó khiêng con heo lên trên nhà cậu Út, chắc khuya mới tới rồi. Ờ, thôi bác thông cảm giúp giùm cháu đi. Trời đấy nè, thôi lấy thêm 100 ngàn uống cà phê nha. Quá cậu trời Út. Trời ơi, cảm ơn đi. Rồi cô Út có đi chung với tía tôi không dạ? Không, bây giờ tôi phải đi mời một số bạn bè. À bác à, bác khiêng heo tới nhà cháu là cháu tới liền à. Nhưng mà bác đi chắc khoảng 2-3 tiếng hả bác? Ờ à, thì đây lên đó cũng chục cây số rồi, tôi nghĩ chắc đi chừng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng nha, 2 tiếng. À hai ơi, hai néo ơi, hai néo. Gì mày? Trời ơi, trời ơi, tổ cha mày. Bữa nay mày mượn rượu mày quậy hả mày? Đâu có mượn rượu, tôi xỉn thiệt mà. Tí kia tôi có chuyện gì? Tao kêu mày ra đây để phụ tao đi bắt con heo cho chút xíu đưa cho cậu Út. Bắt heo hả? À? Hay là bắt tía? Bắt heo hả? Tía, để con phụ ảnh trói heo nha tía. Đi con. Bác Bảy, bác với anh Hai nhớ đi xuống giúp cháu nghe. Tại ngày mai là ngày cúng tổ rồi đó. Vậy bây giờ cháu đi trước nha bác. Dạ, cậu Út vậy hả? Dạ, cháu đi nha. Cháu đi à. Sữa. Trời ơi, đây. Nè nè nè. Ơi, đừng làm gì kỳ lắm. Gì đâu kỳ. Nè, sữa không thấy gì ha. Thấy gì đâu. Thương em bụng sát để da. Người ta không biết á, tưởng là đói cơm. Trời ơi, cô Út ơi, gài nó báo lại cái chừng lối xóm người ta thấy đó. Lối xóm thấy hả? Vậy thì đóng cửa cho hết thấy luôn. Cô Út bà, cô đừng làm kỳ quá à. Có gì đâu mà kỳ, cho anh luôn được không em? Cô Út làm lại đừng có hỏi em. Em ngại. Ngại gì? Em ngại. Ngại gì? Em ngại từ chối lắm. Vậy hả? Em ngại từ chối. Anh cũng ngại chối từ lắm. Mà tới luôn nghe em. Bác ơi! 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 Bác ơi!
mới lòi ra mặt lợn. Lấy dây cho nó lại. Cái thứ heo nọc này phải cho nó chưa. Sửa. Dạ. Chạy lên kêu thằng thiên heo về đây cho tía. Khỏi cần có con rồi tía. Khoan, Sửa ơi đừng vội ra tay rút cái lưỡi dao. Phải. Ghê quá, giận cổ hả? Tao giận cổ, tao cho mày giận cổ hả? Sửa. Dạ. Một, hai, ba, thiên.